Thưa các đồng chí và quý vị, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2020, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cũng đang náo nức chờ ngày lên đường nhập ngũ. Đối với các đảng viên trẻ, đều có chung một quyết tâm là cống hiến và làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc. Ghi nhận về không khí chuẩn bị cho ngày lên đường của các đảng viên trẻ tại huyện Long Điền sẽ đề cập về nội dung này. Mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi. Năm nay, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện chỉ tiêu giao quân 157 thanh niên, trong đó có 6 đảng viên cho các đơn vị quân đội với chỉ tiêu về chất lượng chính trị, trình độ học vấn, sức khỏe ngày càng được nâng cao. Đây chính là kết quả của sự quyết tâm và trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Gia đình ông Vũ Đình Vinh ở ấp Lò Dôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền hôm nay rộn ràng hơn khi các cán bộ của Ban Chỉ huy quân sự huyện, xã và đoàn thể địa phương đến thăm hỏi động viên gia đình. Tiếp nối ba người anh của mình đã hoàn thành phục vụ tại ngũ, đảng viên Vũ Đình Thành tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Chuẩn bị xa gia đình để thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, Vũ Đình Thành tranh thủ khoảng thời gian còn ở nhà để phụ giúp cha mẹ trông coi việc sản xuất. Với truyền thống gia đình gương mẫu trong thực hiện quy định của địa phương, trong đó có xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, ông Vũ Đình Vinh cho biết, việc các con thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là niềm vinh dự tự hào cho gia đình, mà còn là tấm gương để các gia đình giáo dân ở khu dân cư noi theo. Theo cái truyền thống của gia đình tôi thì cách mạng, thành ra nhà tôi cũng rất là vinh dự mà cũng rất là mừng là đã được ba con tôi là hoàn thành nghĩa vụ. Năm nay là người con út của tôi là Vũ Đình Thành ấy, thì để trúng tuyển mà cũng là tình nguyện lên đường thì gia đình là cũng luôn luôn là khích lệ cho con tôi là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trên giao. Còn với đảng viên Võ Bá Tần, lên đường nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc mà còn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên và sự có mặt của các cơ quan đoàn thể, các cấp chính quyền đến thăm hỏi động viên gia đình cũng đã đem lại sự ấm áp cho các tân binh đang chờ ngày lên đường. Bởi họ yên tâm rằng, dù họ vắng mặt ở gia đình, thì người thân ở hậu phương luôn có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, bà con chòm xóm mỗi khi tối lửa tắt đèn. Được sống trong hòa bình, tôi rất biết ơn những thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu của mình để có được độc lập như ngày hôm nay. Và đối với tôi, là một thanh niên, thì tôi luôn sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi mà Tổ quốc cần. Sống trong môi trường quân đội, tôi sẽ cố gắng tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi công tác nhiệm vụ được giao. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay các địa phương của quân khu 7 đã đổi mới công tác tuyên truyền, vận động một cách phù hợp. Cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể trực tiếp đến từng nhà gặp gỡ, trao đổi với gia đình và thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về các nội dung cốt lõi của luật nghĩa vụ quân sự mới, quyền lợi và trách nhiệm của thanh niên khi tham gia nghĩa vụ quân sự. Qua cái kết quả thực hiện công tác tuyển quân năm 2020, chúng tôi làm sát cái khâu các bước, đặc biệt là các bước xét tuyển, xét duyệt hai cấp giữa Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã, thị trấn và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện. Đến thời điểm này thì thiếu thanh niên đã nhận lệnh sẵn sàng nhập ngũ. Sau khi đã ăn Tết xong thì tình hình tư tưởng của thanh niên tham gia nhập ngũ năm 2020 là luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đến thời điểm này, thanh niên huyện Long Điền đã sẵn sàng cho ngày tổng quân, trong đó có những đảng viên với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trung đoàn Minh Đạm là đơn vị đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới cho lực lượng vũ trang tỉnh. Để công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020 đạt kết quả tốt, trung đoàn đã có những bước chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng bước vào đợt rèn binh mới. Theo đó, ngay sau khi nhận được chỉ tiêu huấn luyện, dựa trên tình hình thực tế của đơn vị cũng như kết quả mà các đợt huấn luyện chiến sĩ mới trước đã đạt được, Ban Chỉ huy trung đoàn đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu gồm 100% chiến sĩ mới huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó 80% khá giỏi trở lên,
không có quân nhân đào bỏ ngũ, vắng mặt trái phép, 100% chiến sĩ mới sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Xác định rèn cán trước luyện binh, trung đoàn đã thực hiện nghiêm công tác tập huấn cán bộ và sắp xếp đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, trình độ, năng lực để quản lý chiến sĩ mới. Trong đó đặc biệt là chú trọng đến công tác huấn luyện cho các cán bộ cấp trung đội, tiểu đội, phương thức nắm bắt tâm tư, tình cảm của các chiến sĩ mới để kịp thời có biện pháp hỗ trợ, chia sẻ để các chiến sĩ mới yên tâm tư tưởng. Bên cạnh đó, các cán bộ của đại đội còn tổ chức biên soạn các giáo trình giáo án, các bài giảng chính trị phù hợp với chiến sĩ trẻ, giúp các tân binh nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của người thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hiểu về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Bà Rịa Vũng Tàu, từ đó khơi dậy trong lòng các chiến sĩ trẻ tình yêu quê hương đất nước, cũng như nuôi dưỡng ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ được giao. Xác định nhiệm vụ chính trị là một nhiệm vụ trọng tâm, do vậy là đơn vị luôn thường xuyên là tổ chức các hoạt động trong huấn luyện chiến mới, đặc biệt là bản thân tôi là bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tiểu đội trưởng, cán bộ trung đội trưởng và về cái nội dung về phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong đơn vị, kết hợp là thực hiện các bồi dưỡng các cho ban chấp hành chi đoàn là tổ chức các trò chơi và hoạt động thể dục thể thao, cũng như là tổ chức sinh nhật tập thể để cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị có cái sân chơi cũng như là cái thoải mái trong quá trình là huấn luyện, giảm bớt áp lực trong quá trình huấn luyện để đạt kết quả huấn luyện đạt cao nhất. Chiến sĩ hầu như là những người ở bên ngoài vào nắm được một nội dung rất là khó, nên khi mà đưa vào mà huấn luyện thì thứ nhất đội ngũ cán bộ phải làm sao mà huấn luyện tất cả các nội dung phải chặt chẽ, động tác phải thật cụ thể, tỉ mỉ, nhất là phần ôn luyện để chiến sĩ là nắm được bằng cái phương pháp là hầu như là chúng tôi huấn luyện bằng phương pháp là trực quan sinh động để người học là quan sát cái động tác mẫu của người dạy, và còn riêng cán bộ huấn luyện xuyên thuộc luyện giáo án rồi luyện tập động tác, nâng cao cái trình độ huấn luyện lên. Còn đội ngũ cán bộ ở trên cũng phải thường xuyên bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp dưới để trong quá trình huấn luyện thì đạt cái kết quả tốt nhất. Trung đoàn còn quan tâm công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập để các chiến sĩ mới rèn luyện thử lửa cho những ngày đầu trong môi trường quân ngũ. Theo đó, ngoài việc tu bổ, gia cố các hệ thống giao thông hào, ụ bắn ngoài các bãi tập của trung đoàn, đơn vị cũng đã tập trung sửa chữa, làm mới, bổ sung bia bản, mô hình học cụ, biển bản trong doanh trại thao trường, bãi tập, hội trường, cũng như bảo đảm các vật chất khác cho việc tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới theo kế hoạch của trên. Bảo đảm đầy đủ vật chất cho các đơn vị tổ chức luyện tập, xoay vòng các nội dung. Trung đoàn Minh Đạm còn đẩy mạnh hoạt động tăng gia sản xuất, chuẩn bị nơi ăn chốn nghỉ, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội, đồng thời bảo đảm nguồn thực phẩm phục vụ bếp ăn. Phối hợp với quân y, bảo đảm đủ cơ số thuốc, vật chất quân y phục vụ cho huấn luyện chiến sĩ mới, có kế hoạch phun thuốc diệt ruồi, muỗi, chủ động phát quang doanh trại, phòng chống côn trùng độc hại. Năm nay đã thực hiện cái nghị quyết 1761 của Đảng ủy quân sự tỉnh, thì trung đoàn đã tập trung vào là nâng cao cái chất lượng huấn luyện, và hiện nay là trung đoàn đã làm tốt công tác là chuẩn bị về giáo án và bồi dưỡng cán bộ cụ thể cho cán bộ huấn luyện, song song đó chuẩn bị các cái vật chất huấn luyện, các mô hình học cụ để đảm bảo tốt cho cái huấn luyện, và hiện nay là bảo đảm đầy đủ. Và đặc biệt là trung đoàn năm nay cũng cố gắng là xây dựng một cái khu vực là dành cho là người nhà để thăm chiến sĩ mới, bảo đảm cho khu vực nó được tươm tất. Năm 2020, trung đoàn Minh Đạm được giao nhiệm vụ huấn luyện cho 243 chiến sĩ mới cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Và đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho việc đón nhận chiến sĩ mới năm 2020 của Trung đoàn Minh Đạm cơ bản đã hoàn tất. Trung đoàn đã sẵn sàng đón nhận và bảo đảm điều kiện tốt nhất cho chiến sĩ mới yên tâm học tập, huấn luyện.